Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 9, Phẩm Tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 6. Lại nữa thì nam tử, ví như có những người thấy mặt trăng không hiện ra, đều nói rằng trăng lặn, liền sanh ý tưởng rằng trăng đã lặn mất. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có lặn mất. Khi chuyển hiện ra ở nơi khác, chúng sanh nơi đó lại bảo rằng trăng mọc. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có mọc lên. Vì sao vậy? Vì núi Tu Di che khuất nên chẳng hiện ra. Mặt trăng ấy thường có, tánh nó không có mọc lên hay lặn mất. Đức Như Lai ứng chánh biến tri cũng vậy, xuất hiện trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, hoặc ở Diêm Phù Đề thị hiện có cha mẹ, chúng sanh đều bảo rằng Như Lai sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Hoặc ở Diêm Phù Đề thị hiện Niết Bàn, tánh Như Lai ấy thật không có Niết Bàn, nhưng chúng sanh đều nói rằng Như Lai thật có vào đại Niết Bàn, ví như mặt trăng lặn mất. Thiện nam tử, tánh Như Lai thật không có sanh diệt, vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện sanh diệt. Thiện nam tử, ví như mặt trăng tròn ở đây, nơi khác thấy là khuyết, mặt trăng khuyết ở đây, nơi khác thấy là tròn. Người ở Diêm Phù Đề khi thấy trăng non đều nói là ngày mồng một, liền sanh ý tưởng rằng trăng non. Khi thấy trăng tròn đều nói là ngày rằm, liền sanh ý tưởng rằng trăng tròn đầy. Nhưng tánh của trăng ấy thật không có tròn khuyết, do núi Tu Di nên có sự tròn khuyết. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Ở Diêm Phù Đề thị hiện vừa sanh ra, hoặc thị hiện Niết Bàn. Lúc thị hiện mới sanh, ví như trăng non, ai nấy đều bảo đó là đồng tử mới sanh. Ngài đi bảy bước, ví như mặt trăng đêm mồng hai, rồi lại thị hiện vào thư đường học tập, ví như mặt trăng đêm mồng ba. Thị hiện xuất gia, ví như mặt trăng đêm mồng tám. Ngài phóng ánh sáng vi diệu của đại trí huệ, có thể phá dẹp vô lượng chúng ma, ví như mặt trăng tròn đầy đêm rằm. Hoặc thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân mình, rồi thị hiện Niết Bàn, ví như nguyệt thực. Như vậy, chỗ thấy của chúng sanh chẳng đồng. Khi thấy trăng khuyết, khi thấy trăng tròn, hoặc có khi thấy nguyệt thực. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có tăng giảm, không bị che khuất, vẫn luôn tròn đầy. Thân Như Lai cũng vậy, cho nên gọi là thường trụ, không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như trăng tròn hiện ra ở khắp mọi nơi, từ thành ấp, làng xóm, núi non, đầm nước, giếng nước, ao hồ, bồn chậu, hết thảy đều có trăng hiện. Có những chúng sanh đi được trăm do tuần, trăm ngàn do tuần đều thấy mặt trăng thường đi theo mình. Kẻ phàm phu ngu si sanh ra ý tưởng sai lầm, nói rằng khi ta còn ở nơi thành ấp nhà cửa đã thấy mặt trăng ấy, nay đến chỗ đồng hoang trống vắng này cũng thấy, đó là mặt trăng trước hay là mặt trăng khác. Có những kẻ nghĩ rằng mặt trăng có lớn có nhỏ, hoặc như cái miệng chậu. Lại có kẻ khác nói rằng nó lớn bằng bánh xe, hoặc nói rằng nó rộng 49 do tuần. Ai nấy đều thấy mặt trăng chiếu sáng, hoặc có kẻ thấy nó tròn trịa như cái mâm vàng. Tánh của mặt trăng ấy là duy nhất, nhưng chúng sanh mỗi người đều thấy tướng trạng của nó khác nhau. Thiện nam tử, Như Lai xuất hiện ở thế gian cũng vậy. Hoặc có người hay chư thiên nghĩ rằng hiện nay Như Lai ở trước mặt ta. Lại có những chúng sanh khác cũng nghĩ tưởng rằng hiện nay Như Lai ở trước mặt ta. Hoặc có những kẻ câm điếc thấy Như Lai cũng câm điếc như họ. Các loài chúng sanh khác nhau, tiếng nói khác nhau, thảy đều bảo rằng Như Lai nói cùng thứ tiếng với họ. Ai nấy cũng đều nghĩ rằng Như Lai ở tại nhà tôi,
thọ nhận sự cúng dường của tôi. Hoặc có những chúng sanh thấy Như Lai thân tướng rộng lớn vô lượng, lại có kẻ thấy Như Lai hình tướng nhỏ bé, hoặc có kẻ thấy Phật có hình tượng thanh văn, cũng có kẻ thấy Phật mang hình tượng duyên giác. Lại có những kẻ ngoại đạo nói rằng hiện nay Như Lai xuất gia học đạo ở trong pháp của chúng tôi. Hoặc có những chúng sanh lại nghĩ rằng hiện nay Như Lai chỉ riêng vì tôi mà xuất hiện ở thế. Tánh thật của Như Lai ví như mặt trăng kia, tức là pháp thân, là thân không sanh, là thân phương tiện, tùy thuận thế gian mà thị hiện vô lượng nhân duyên gốc nghiệp. Ngài ở khắp mọi nơi thị hiện có sanh ra như mặt trăng kia. Vì nghĩa ấy cho nên Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi. Lại nữa thiện nam tử, như vị vua loài Atula là La Hầu La lấy tay che khuất mặt trăng, người thế gian đều bảo đó là nguyệt thực. Vua Atula ấy thật không thể nuốt mất mặt trăng, chỉ che khuất ánh sáng thôi. Mặt trăng ấy vẫn tròn đầy không hao khuyết, chỉ vì bàn tay của vua Atula che khuất nên chẳng hiện ra. Nếu bàn tay ấy rút đi, thế gian sẽ cho rằng mặt trăng lại sanh ra, đều nói rằng mặt trăng chịu nhiều khổ não. Nhưng dù cho trăm ngàn vị vua Atula cũng không thể làm cho mặt trăng khổ não. Như Lai cũng thế, Ngài thị hiện có những chúng sanh đối với Như Lai sanh lòng thô ác, làm thân Phật chảy máu, phát khởi năm tội nghịch, cho đến thành kẻ nhất xiển đề. Ngài vì các chúng sanh đời vị Lai mà thị hiện những việc phá hoại chúng tăng, đoạn dứt chánh pháp và gây ra những khó khăn chướng ngại. Thật ra, dù có trăm ngàn vô lượng chúng ma cũng không thể làm cho thân Như Lai chảy máu. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai không có máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy. Như Lai là chân thật, không thể quấy nhiễu, phá hoại. Chúng sanh đều cho rằng pháp, tăng bị hủy hoại, Như Lai có diệt mất. Nhưng tánh Như Lai chân thật, không biến đổi, không thể phá hoại. Vì tùy thuận thế gian nên thị hiện như vậy. Lại nữa thiện nam tử, ví như hai người giao đấu tranh tài, nếu dùng dao gậy gây ra thương tích làm chảy máu đối phương, tuy có làm chết người nhưng không hề khởi ý tưởng giết hại. Hình thức tạo nghiệp như vậy là nhẹ chứ không phải nặng. Người đối với Như Lai vốn không có tâm giết hại, tuy làm cho thân Phật chảy máu thì nghiệp này cũng như trên, nhẹ chứ không nặng. Như Lai vì giáo hóa chúng sanh đời vị Lai nên thị hiện nghiệp báo như vậy. Lại nữa thiện nam tử, ví như có vị lương y cố sức dạy cho con những phương thuốc căn bản, dạy rằng đây là rễ cây thuốc, đây là thân cây thuốc, đây là hoa cây thuốc, con nên biết rành mọi thứ hình dáng. Người con kính dâng lời cha truyền dạy, tinh cần học tập, hiểu rành các thứ thuốc. Về sau vị lương y ấy chết đi, người con khóc kể và nói rằng cha tôi từng dạy tôi rễ thuốc như thế này, thân cây thuốc như thế này, hoa cây thuốc như thế này, màu sắc hình dáng như thế này. Như Lai cũng thế, vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện chế định giới luật, nên thọ trì như thế này, đừng phạm vào tội ngũ nghịch. Phỉ báng chánh pháp cùng là nhất xiển đề, vì đời vị Lai nên khởi ra những việc ấy, cho nên thị hiện để khiến cho sau khi Phật nhập diệt, các vị tỳ kheo đều biết như thế này. Đây là khế kinh, nghĩa lý thâm sâu. Đây là giới luật có các hình thức nặng nhẹ khác nhau. Đây là A Tỳ Đàm, phân biệt rõ ràng các pháp, cũng như đứa con của vị lương y kia. Lại nữa thiện nam tử, ví như loài người xem mặt trăng, cứ 6 tháng có một lần nguyệt thực. Nhưng trên cõi trời kia, chỉ trong một thời gian ngắn mà chư thiên đã thấy nhiều lần nguyệt thực. Vì sao vậy? Vì ngày ở cõi trời ấy rất dài,
còn này ở cõi người thì ngắn. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Chư thiên thảy đều bảo rằng tuổi thọ của Như Lai là ngắn, cũng như chư thiên kia trong một thời gian ngắn đã thấy nhiều lần nguyệt thực, Như Lai cũng thế, trong một thời gian ngắn đã thị hiện trăm ngàn vạn ức lần niết bàn, dứt trừ ma phiền não, ma ấm, ma chết. Cho nên trăm ngàn vạn ức thiên ma thảy đều biết rằng Như Lai vào đại niết bàn. Lại còn thị hiện vô lượng trăm ngàn nhân duyên nghiệp đời trước, tùy thuận mọi tánh của thế gian mà thị hiện vô lượng vô biên như vậy, không thể nghĩ bàn. Cho nên Như Lai là thường trụ, không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như mặt trăng sáng, chúng sanh đều muốn nhìn ngắm, nên khen mặt trăng là đáng nhìn. Chúng sanh nếu có tham lam, sân khỏe, ngu si, thì chẳng được khen là đáng nhìn. Tánh Như Lai cũng như mặt trăng sáng ấy, thuần thiện, trong sạch, không nhơ bợn, nên rất đáng xưng là đáng nhìn. Những chúng sanh hâm mộ chánh pháp đều ngắm nhìn Ngài không chán. Những kẻ ác tâm chẳng thích ngẩng mặt nhìn Ngài. Vì nghĩa ấy cho nên nói rằng Như Lai ví như trăng sáng. Lại nữa, thiện nam tử, ví như khi mặt trời xuất hiện, có ba mùa khác nhau: mùa xuân, mùa hạ, mùa đông. Ngày mùa đông ngắn, ngày mùa xuân vừa phải, ngày mùa hạ rất dài. Như Lai cũng thế. Ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên này, vì những người có đời sống ngắn ngủi và các vị thanh văn, nên thì hiện đời sống ngắn ngủi. Những người này thấy vậy đều nói rằng đời sống của Phật rất ngắn, ví như ngày mùa đông. Phật lại vì chư Bồ Tát mà thì hiện đời sống vừa phải, như trọn một kiếp hoặc một kiếp giảm, ví như ngày mùa xuân. Duy chỉ có chư Phật nhìn thấy Phật có đời sống vô lượng, ví như ngày mùa hạ. Thiện nam tử, giáo lý sâu kín mầu nhiệm của kinh Phương Đẳng Đại Thừa do Như Lai thuyết giảng, thị hiện nơi thế gian để đổ trận mưa pháp lớn. Trong tương lai, nếu có những người có thể thọ trì kinh điển này, mở bày chỉ bảo, phân biệt làm lợi ích chúng sanh, nên biết rằng những người ấy thật là Bồ Tát, ví như đang mùa hạ nóng bức được cơn mưa mát mẻ. Nếu có hàng thanh văn duyên giác nghe được giáo pháp sâu kín mầu nhiệm của Phật Như Lai, ví như trong ngày mùa đông phải chịu nhiều khổ nạn buốt giá, hàng Bồ Tát nếu nghe được lời dạy bảo sâu kín mầu nhiệm như thế này, Như Lai là thường trụ, tánh không biến đổi, ví như ngày xuân cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng tánh Như Lai vốn không dài ngắn, chỉ vì thế gian nên thị hiện như vậy, đó là tánh pháp chân thật của chư Phật. Lại nữa, thiện nam tử, ví như các ngôi sao ban ngày chẳng hiện ra, người ta đều cho rằng ban ngày sao lặng mất. Kỳ thật sao ấy không có lặng mất, sở dĩ không hiện ra là vì mặt trời chói sáng. Như Lai cũng thế, thanh văn duyên giác không thể nhìn thấy được, cũng như người đời không nhìn thấy được các ngôi sao ban ngày. Lại nữa, thiện nam tử, ví như đang khi trời u ám, mặt trời, mặt trăng không hiện ra, người ngu bảo rằng mặt trời, mặt trăng đã mất. Nhưng mặt trời, mặt trăng thật không mất. Vào lúc chánh pháp Như Lai diệt mất, tam bảo cũng hiện ra tướng lặng khuất như vậy, thật không phải diệt mất hẳn. Vậy nên biết rằng Như Lai là thường trụ, không có biến đổi. Vì sao vậy? Vì tánh chân thật của tam bảo chẳng bị những điều nhơ xấu làm nhiễm ô. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vào tuần trăng tối, sao chổi hiện ra lúc ban đêm, ánh sáng chói lòa, trong chốc lát rồi lãng mất. Chúng sanh thấy vậy rồi sanh ra ý tưởng cho là điềm chẳng lành. Các vị Phật Bích Chi lại cũng như vậy, ra đời vào lúc không có Phật. Chúng sanh thấy vậy rồi, thảy đều cho rằng Như Lai hẳn thật diệt độ, nên sanh lòng lo buồn.
Nhưng thân Như Lai thật không có diệt mất, cũng như mặt trời và mặt trăng kia không hề lặn mất. Lại nữa, thiện nam tử, ví như khi mặt trời hiện, sương mù đều tan mất. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này lại cũng như vậy, hiện ra mạnh mẽ trong đời. Nếu như có chúng sanh nào tai nghe qua kinh này một lần, liền có thể diệt trừ được tất cả nghiệp ác vô gián. Cảnh giới rất thâm sâu của Đại Niết Bàn này không thể nghĩ bàn, khéo giảng bày tánh nhiệm màu sâu kín của Như Lai. Vì nghĩa ấy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nên đối với Như Lai sanh tâm thường trụ, không biến đổi, chánh pháp không dứt mất, tăng bảo chẳng hề tiêu diệt. Vậy nên phải tu nhiều phương tiện, siêng học kinh điển này. Người như vậy không lâu sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy nên kinh này gọi là chỗ thành tựu của vô lượng công đức, cũng gọi là Bồ Đề không thể cùng tận. Vì không cùng tận nên mới xưng là Đại Bát Niết Bàn. Bởi có ánh sáng lành nên ví như ngày mùa hạ, và bởi thân không hạn lượng nên gọi là Đại Niết Bàn. Lại nữa, thiện nam tử, như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng là hơn hết. Tất cả các loại ánh sáng khác đều không sánh được. Hào quang của kinh Đại Niết Bàn lại cũng như vậy, vượt trội hơn hết so với hào quang tam muội của các khế kinh. Tất cả đều không sánh được. Vì sao vậy? Vì hào quang của kinh Đại Niết Bàn có thể vào trong các lỗ chân lông của chúng sanh. Dù chúng sanh chẳng có tâm Bồ Đề, nhưng có thể vì họ mà tạo ra nhân duyên Bồ Đề. Vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói rằng hào quang của kinh Đại Niết Bàn vào tất cả những lỗ chân lông của chúng sanh, dù họ chẳng có tâm Bồ Đề, cũng có thể vì họ tạo ra nhân Bồ Đề. Nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Thế Tôn, những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, những người làm năm tội nghịch, những kẻ nhất xiển đề, nếu hào quang vào trong thân họ tạo ra được nhân Bồ Đề, thì những hạng người như vậy so với những người giữ gìn giới hạnh trong sạch, tu tập các điều lành có khác gì nhau? Nếu chẳng khác nhau, vì sao Như Lai lại giảng nghĩa bốn pháp nương theo? Thế Tôn, lại như Phật nói rằng, nếu có những chúng sanh tai nghe qua kinh Đại Niết Bàn một lần, ắt dứt trừ được các phiền não. Vì sao trước đó Như Lai dạy rằng, có người đã phát tâm ở trước chư Phật nhiều như cát sông Hằng, khi nghe kinh Đại Niết Bàn cũng chẳng thể hiểu được nghĩa. Nếu chẳng hiểu nghĩa, làm sao dứt trừ được tất cả phiền não? Phật dạy: Thiện nam tử, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề. Ngoài ra những chúng sanh khác, khi nghe được kinh này rồi, thảy đều có thể tạo được nhân duyên Bồ Đề. Tiếng giảng pháp phát ra hào quang vào nơi lỗ chân lông, rồi thì nhất định người ấy sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Nếu ai có thể cúng dường cung kính vô lượng chư Phật mới được nghe kinh Đại Niết Bàn. Những kẻ bạc phước ắt chẳng được nghe. Vì sao vậy? Người có phước đức lớn mới có thể được nghe việc lớn như thế này. Kẻ tiểu nhân hạ tiện ắt chẳng được nghe. Sao gọi là việc lớn? Đó là tạng rất sâu kín của chư Phật, đó là tánh Phật. Vì nghĩa ấy cho nên gọi là việc lớn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, vì sao người chưa phát tâm Bồ Đề có thể tạo nhân Bồ Đề? Phật dạy: Như ai có nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi, nói rằng mình chẳng cần phát tâm Bồ Đề và phỉ báng chánh pháp, tức thời người ấy đến đêm nằm ngủ mộng thấy hình tượng La Sát, trong lòng kinh sợ. La Sát nói với người ấy rằng: Này thiện nam tử, nay nếu ông chẳng phát tâm Bồ Đề, tôi sẽ lấy mạng ông. Người ấy hoảng sợ, khi tỉnh giấc liền phát tâm Bồ Đề. Người ấy sau khi mạng chung, nếu ở trong ba đường dữ, cũng như ở các cõi trời, người vẫn tiếp tục nhớ tưởng tâm Bồ Đề. Nên biết rằng
đó là bậc Đại Bồ Tát Mahātāt. Vì nghĩa ấy, sức oai thần của kinh Đại Niết Bàn này có thể khiến người chưa phát tâm Bồ Đề tạo nên nhân Bồ Đề. Thiện nam tử, đó gọi là nhân duyên phát tâm của Bồ Tát, chẳng phải không có nhân duyên. Vì nghĩa ấy, kinh điển Đại Thừa Mầu Nhiệm này quả thật là do Phật thuyết dạy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như giữa hư không, khi kéo mây mưa lớn thì nước mưa trút xuống mặt đất, trên những cây khô, núi đá, gò nổng, cao nguyên, nước chẳng động lại mà chảy dồn xuống nơi ruộng vườn, ao hồ, làm cho đầy tràn, lợi ích vô lượng chúng sanh. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này cũng như vậy đó. Tưới trận mưa pháp lớn, thấm nhuần khắp chúng sanh. Nhưng kẻ nhất xiển đề mà phát tâm Bồ Đề là việc không thể có. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hạt giống đã hư hỏng, dù gặp mưa xuống cho đến trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nảy mầm. Nếu mầm sanh ra được, đó là việc không thể có. Những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, dù có được nghe kinh điển Di Diệu Đại Bát Niết Bàn này, cũng không hề nảy sanh cái mầm tâm Bồ Đề. Nếu họ nảy sanh ra được, đó là việc không thể có. Vì sao vậy? Những người ấy đã dứt mất hết thảy căn lành, như hạt giống đã hư hỏng, không thể nảy sanh những mầm rễ là tâm Bồ Đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hạt minh châu đặt vào chỗ nước đục, nhờ năng lực của hạt châu, nước liền lắng trong. Nhưng nếu ném xuống chỗ bùn lầy, hạt châu cũng không thể làm cho bùn lầy trở nên trong sạch. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy. Đối với những chúng sanh phạm năm tội vô gián cùng bốn giới cấm nặng, cũng như nước đục còn có thể lắng trong, khiến họ phát tâm Bồ Đề. Nhưng đối với bùn lầy như những kẻ nhất xiển đề, dù cho đến trăm ngàn vạn năm cũng không thể làm cho trong sạch, phát tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Những kẻ nhất xiển đề này đã dứt hết căn lành, không thể đón nhận giáo pháp. Ví như họ được nghe kinh Đại Niết Bàn này trong trăm ngàn vạn năm, rốt cùng cũng không thể phát tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì chẳng có tâm lành. Thiện nam tử, ví như có loại cây thuốc gọi là cây thuốc chúa, vượt trội hơn hết trong tất cả các loại thuốc. Nếu đem hòa với kem sữa, hoặc với mật, với bơ, với nước, với sữa, làm thành thuốc tán, thuốc hoàng, rồi bôi những chỗ ghẻ, xông mình, thoa mắt, khi nhìn thấy hoặc ngửi mùi thuốc ấy, đều có thể trừ được hết thảy bệnh tật của chúng sanh. Nhưng cây thuốc ấy chẳng hề nghĩ rằng, tất cả chúng sanh, như ai muốn lấy rễ của ta thì chẳng nên lấy lá, như lấy lá thì đừng lấy rễ, như ai lấy thân ta thì chẳng nên lấy vỏ, như lấy vỏ thì đừng lấy thân. Tuy cây ấy chẳng khởi cái ý nghĩ như vậy, nhưng nó có thể trừ diệt tất cả bệnh khổ. Thiện nam tử, kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể dứt trừ tất cả nghiệp ác của chúng sanh, như bốn tội ba la di, năm tội vô gián, mọi điều ác của người ta, dù là ở trong hay ở ngoài. Những người chưa phát tâm Bồ Đề, nhân đây liền phát tâm. Vì sao vậy? Vì kinh điển Di Diệu này là vua trong các kinh, cũng như cây thuốc kia là vua trong các cây thuốc. Dù ai có tu tập kinh Đại Niết Bàn này hay là chẳng tu, nhưng nếu nghe được danh hiệu của kinh này rồi đem lòng kính tin, thì người ấy dù có bao nhiêu phiền não trọng bệnh cũng đều trừ hết. Chỉ là không thể làm cho những kẻ nhất xiển đề ở yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ví như món thuốc hay kia, dù trị được mọi thứ bệnh nặng, nhưng không thể chữa trị cho những kẻ nhất định phải chết. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người có ghẻ nơi bàn tay, cầm nắm thuốc độc, chất độc liền theo chỗ ghẻ mà vào trong người. Nếu không có ghẻ thì chất độc chẳng thể vào. Những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, họ không có nhân Bồ Đề, cũng như người không có ghẻ
chất độc không vào được. Ghẻ đó là ví cho nhân duyên bồ đề vô thượng, chất độc đó là ví cho thuốc hay bậc nhất. Người không có ghẻ, đó là ví cho kẻ nhất xiển đề. Lại nữa thiện nam tử, ví như kim cang, không gì có thể phá hoại nó được, nhưng nó lại có thể phá hoại tất cả mọi vật, chỉ trừ ra mua rùa và sừng dê trắng. Kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể đặt yên vô lượng chúng sanh nơi đạo Bồ Đề, duy không thể khiến cho kẻ nhất xiển đề tạo lập nhân Bồ Đề. Lại nữa thiện nam tử, ví như loài cỏ răng ngựa, cây ta la xí, cây ni ca la, dù cho chặt đứt thân, cây vẫn tiếp tục mọc lên như cũ. Không phải như cây đa la, bị chặt rồi thì không mọc lên được. Chúng sanh cũng vậy, nếu được nghe kinh Đại Niết Bàn, dù cho có phạm bốn giới cấm nặng cùng năm tội vô gián, vẫn có thể phát sanh nhân duyên Bồ Đề. Những kẻ nhất xiển đề không phải như vậy, dù có được nghe kinh điển mầu nhiệm này cũng không thể phát sanh nhân duyên đạo Bồ Đề. Lại nữa thiện nam tử, ví như cây Khư Đà La, cây Trấn Đầu Ca, nếu bị chặt ngang rồi thì chẳng mọc lên được nữa. Cũng như những hạt giống đã bị hư hỏng, những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, dù có được nghe kinh Đại Niết Bàn này nhưng vẫn không thể phát sanh nhân duyên Bồ Đề, như những hạt giống bị hư hỏng. Lại nữa thiện nam tử, ví như mưa lớn, nước chẳng động lại giữa không trung, kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, rưới cơn mưa pháp xuống khắp nơi nhưng nước mưa pháp ấy chẳng động lại được nơi kẻ nhất xiển đề. Kẻ nhất xiển đề ấy toàn thể kín chặt, ví như kim cang, không cho vật thể bên ngoài xen vào. Thế Tôn, như Phật có thuyết kệ, chẳng thấy thiện không làm, chỉ thấy ác nên làm, chỗ ấy là đáng sợ, như đường hiểm xấu ác. Bạch Thế Tôn, bài kệ đó có nghĩa thế nào? Phật dạy, thiện nam tử, chẳng thấy, đó là chẳng thấy tánh Phật. Thiện, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chẳng làm, nghĩa là không gần gũi bạn hiền. Chỉ thấy là thấy không có nhân quả. Ác, nghĩa là phỉ báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Nên làm là kẻ nhất xiển đề nói không có kinh Phương Đẳng. Vì nghĩa ấy, nên kẻ nhất xiển đề không có lòng hướng về thiện pháp thanh tịnh. Thiện pháp là gì? Đó là Niết Bàn. Người hướng đến Niết Bàn là người có thể tu tập các hạnh hiền thiện. Nhưng kẻ nhất xiển đề không có hạnh hiền thiện. Vì vậy, kẻ ấy không thể hướng đến Niết Bàn. Chỗ ấy là đáng sợ. Đó là nói sự phỉ báng chánh pháp. Những ai nên sợ là những người có trí tuệ. Vì sao vậy? Vì kẻ phỉ báng chánh pháp thì không có thiện tâm và không có phương tiện. Đường hiểm xấu ác, đó là nói các hành. Ca Diếp lại bạch Phật, như Phật có thuyết kệ, sao biết việc đã làm sao được pháp lành, ở đâu không sợ sệt, như đường lớn vua đi. Ý nghĩa bài kệ này như thế nào? Phật dạy, thiện nam tử, biết việc đã làm, nghĩa là bày tỏ, phát lộ các điều ác. Trải qua bao đời sanh tử, đã làm các điều ác, nay bày tỏ phát lộ tất cả, cho đến chỗ không cùng tận. Vì nghĩa ấy, ở chỗ ấy là không sợ sệt. Ví như một vị vua, khi dạo chơi trên đường thì bọn trộm cướp ở đó đều chạy trốn hết. Phát lộ như vậy thì các điều ác sẽ dứt tuyệt. Lại nữa, không biết việc đã làm là nói kẻ nhất xiển đề đã làm mọi điều ác, nhưng chẳng thấy việc họ đã làm. Đó là lòng kiêu mạn của kẻ nhất xiển đề. Tuy họ làm nhiều việc ác, nhưng đối với những việc ấy không hề sợ sệt. Vì lẽ ấy nên họ không thể chứng đắc Niết Bàn. Ví như những con khỉ bắt lấy mặt trăng dưới nước. Thiện nam tử,
ví như có vô lượng chúng sanh cùng lúc đạt được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các đức Như Lai cũng không thấy kẻ nhất xiển đề kia thành đạo Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên gọi là không biết việc đã làm. Lại nữa, không biết việc của ai đã làm, đó là không thấy biết những việc mà Phật đã làm. Phật vì chúng sanh thuyết dạy có tánh Phật, những kẻ nhất xiển đề lăn lộn trong dòng sanh tử không thể thấy biết. Vì nghĩa ấy nên gọi là chẳng thấy những việc mà Phật đã làm. Lại nữa, kẻ nhất xiển đề thấy Như Lai buông bỏ tất cả mà vào Niết Bàn, bèn cho rằng đó thật là vô thường. Như dù hết thì đèn phải tắt. Vì sao vậy? Vì nghiệp ác của kẻ ấy chẳng hề giảm bớt chút nào. Như có các vị Bồ Tát tạo những nghiệp lành, hồi hướng về quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy những kẻ nhất xiển đề chê bai, phá hoại, chẳng tin, nhưng các vị Bồ Tát vẫn bố thí cho họ, muốn họ cùng được thành đạo vô thượng. Vì sao vậy? Vì pháp của chư Phật là như thế. Làm ác chẳng thọ liền, như sữa thành ra kem, như tro che phủ lửa, kẻ ngu khinh dễ đạp. Nhất xiển đề gọi là không có mắt, nên không thấy con đường của bậc A-la-hán. Như bậc A-la-hán thì chẳng đi theo đường sanh tử hiểm ác. Vì không có mắt nên phỉ báng kinh Phương Đẳng, chẳng muốn tu tập. Như bậc A-la-hán thì chuyên cần tu tập tâm từ. Những kẻ nhất xiển đề lại không tu tập kinh Phương Đẳng như vậy. Như có người nói: nay tôi chẳng tin kinh điển Thâm Văn, chỉ tin nhận Đại Thừa, đọc tụng, giảng nói, nên tôi chính là Bồ Tát. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì có tánh Phật nên trong thân chúng sanh có đủ 10 sức, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỗ tôi thuyết dạy cũng chẳng khác gì Phật thuyết. Nay ông và tôi cùng phá vô lượng phiền não độc dữ, ví như người ta đập bể cái bình đựng nước. Phá xong các mối trói buộc ấy rồi, tất sẽ được thấy A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tuy kẻ ấy giảng nói như vậy, nhưng tự tâm lại chẳng tin rằng mình có tánh Phật. Chỉ vì lợi dưỡng nên theo những gì được nghe mà nói lại như thế. Kẻ giảng thuyết như vậy gọi là ác nhân. Những kẻ ác ấy không thọ nhận quả báo nhanh chóng như là sữa biến thành kem. Ví như vị sứ giả của vua có tài đàm luận khéo léo về phương tiện, dâng lệnh đến nước khác, thà chịu mất mạng chứ không quên nói những điều vua đã căn dặn. Người có trí tuệ cũng thấy, ở giữa những người phàm phu không tiếc thân mạng, chỉ cốt tuyên thuyết cho được kinh Đại Thừa Phương Đẳng, tạng sâu kín của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Thiện nam tử, có những kẻ nhất xiển đề giả hình dạng như A-la-hán, ở nơi trống trải vắng vẻ mà phỉ báng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Những kẻ phàm phu thấy vậy đều cho rằng họ thật là A-la-hán, là Đại Bồ-Tát Ma-ha-tát. Những tỳ kheo xấu nhất xiển đề ấy ở nơi A-lan nhã nhưng phá hoại pháp A-lan nhã. Thấy người khác được lợi, họ liền sanh lòng ganh ghét, nói rằng: những kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa thảy đều do Thiên Ma Ba Tuần thuyết dạy. Họ cũng nói rằng Như Lai là pháp vô thường, họ hủy diệt chánh pháp, phá hoại chúng tăng. Lại nói rằng đó là thuyết của Ba Tuần, chẳng phải thuyết thuận theo điều lành. Họ tuyên thuyết những pháp tà ác như vậy. Họ làm ác nhưng không chịu quả báo tức thì, cũng như sữa hóa thành kem, như đống lửa phủ tro kín. Kẻ ngu không biết nên khinh dễ dẫm lên. Những kẻ như vậy gọi là nhất xiển đề. Cho nên phải biết rằng kinh điển vi diệu Phương Đẳng Đại Thừa chắc chắn thanh tịnh, ví như hạt châu mani ném vào nước đục thì nước liền lắng trong. Kinh điển Đại Thừa lại cũng như vậy.
Lại nữa, thiện nam tử, ví như hoa sen, khi ánh nắng soi chiếu thì nở cả ra. Tất cả chúng sanh lại cũng như vậy, nếu được nghe thấy mặt trời đại niết bàn, người chưa phát tâm cũng sẽ phát tâm tạo nhân bồ đề. Vì như vậy nên ta nói rằng hào quang của kinh đại niết bàn vào nơi lỗ chân lông rồi, ắt tạo thành nhân duyên mầu nhiệm. Kẻ nhất xiển đề kia dù có tánh Phật nhưng bị vô lượng tội nhơ buộc trói, không thể ra khỏi, ví như con tầm ở trong cái kén. Vì nghiệp duyên ấy không thể phát sanh nhân bồ đề mầu nhiệm, phải xoay chuyển mãi trong dòng sanh tử, không lúc nào dứt được. Lại nữa, thiện nam tử, như những loại hoa sen Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Dật Đầu, Phân Đà Lị, thảy đều từ nơi bùn lầy mà sanh ra, nhưng chẳng hề bị bùn lầy nhiễm ô. Chúng sanh tu tập kinh điển vi diệu đại niết bàn lại cũng như vậy, tuy có phiền não nhưng rốt cùng chẳng bị phiền não nhiễm ô. Vì sao vậy? Vì biết được tánh, tướng và lực của Như Lai. Thiện nam tử, ví như ở xứ kia thường có nhiều luồng gió trong lành mát mẻ. Khi gió ấy chạm đến lỗ chân lông của chúng sanh thì có thể trừ được mọi sự bức rứt nóng nảy. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, vào khắp các lỗ chân lông của chúng sanh tạo ra nhân duyên vi diệu bồ đề, chỉ trừ đối với những kẻ nhất xiển đề. Vì sao vậy? Vì họ chẳng phải là pháp khí. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y hiểu rõ 8 loại thuốc trị được tất cả các bệnh, chỉ trừ những kẻ nhất định phải chết. Các phép thiền định tam muội trong tất cả khế kinh lại cũng như vậy, có thể trị tất cả các bệnh phiền não như tham dục, sân hận, ngu si, có thể nhổ bật những mũi tên độc phiền não, nhưng không trị được những kẻ phạm 4 giới cấm nặng và 5 tội vô gián. Thiện nam tử, lại có một vị lương y thông thạo cách dùng 8 loại thuốc, có thể trừ mọi thứ bệnh khổ của chúng sanh, duy không thể trị cho kẻ nhất định phải chết. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể trừ diệt tất cả phiền não của chúng sanh, khiến họ trụ yên nơi nhân mầu nhiệm thanh tịnh của Như Lai, khiến những kẻ chưa phát tâm liền được phát tâm, duy trừ những kẻ nhất định phải chết là nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y có thể dùng thuốc hay mà trị các người bệnh mù, khiến họ trông thấy được ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú và tất cả hình sắc, chỉ không thể trị cho những kẻ mù bẩm sanh. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể khai mở mắt huệ cho người trong hàng thanh văn duyên giác, khiến họ trụ yên nơi kinh điển Đại Thừa vô lượng vô biên. Đối với người chưa phát tâm, người phạm 4 giới cấm nặng, 5 tội vô gián đều có thể khiến cho phát tâm bồ đề, duy trừ ra kẻ mù bẩm sanh là nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y thông thạo 8 phép dùng thuốc, muốn trị tất cả bệnh khổ của chúng sanh, bèn dùng đủ mọi phương thuốc như thuốc gây nôn, thuốc sổ, thuốc xoa, thuốc xông hơi, thuốc nhỏ vào mũi, thuốc tán, thuốc hoàng. Như có người ngu không muốn uống thuốc, vị lương y đem lòng thương xót, liền đưa người ấy về nhà, ép phải uống thuốc. Nhờ sức thuốc nên bệnh được dứt. Như có người đàn bà đang lúc sanh con, nhưng đứa bé chẳng lọt lòng, liền cho uống thuốc. Uống xong liền sanh con được, và đứa con cũng an ổn không bệnh. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, dù đến nơi nào, vào nhà nào, cũng trừ được vô lượng phiền não của chúng sanh. Đối với những kẻ chưa phát tâm, phạm 4 giới cấm nặng, 5 tội vô gián, đều có thể khiến cho phát tâm, chỉ trừ ra những kẻ nhất xiển đề. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, những kẻ phạm 4 giới cấm nặng và 5 tội vô gián gọi là phạm những điều ác nặng nhất. Như cây đa la bị chặt đứt ngọn,
vĩnh viễn không mọc trở lại. Nếu những kẻ ấy chưa phát tâm Bồ Đề, làm sao có thể khiến họ tạo nhân Bồ Đề? Phật dạy: Thiện nam tử, những chúng sanh ấy như trong giấc mộng thấy mình đọa địa ngục, chịu các khổ não, liền sanh lòng hối hận. Buồn thay cho chúng ta, tự mình chuốc lấy tội này. Nếu nay tôi được thoát khỏi tội này, nhất định sẽ phát tâm Bồ Đề. Này tự mắt tôi nhìn thấy, thật là nguy khổ quá mức. Sau khi tỉnh mộng, những kẻ ấy liền biết chánh pháp, được quả báo lớn. Như đứa trẻ kia dần dần lớn lên thường suy nghĩ rằng: vị thầy thuốc ấy rất hay, hiểu rõ các phương thuốc. Khi ta còn ở trong thai, ông ấy cho mẹ ta uống thuốc. Nhờ thuốc ấy, mẹ ta được an ổn. Nhờ nhân duyên ấy, ta được toàn mạng. Lạ thay cho mẹ ta, bà chịu khổ não lớn, mang ta trong thai trọn đủ 10 tháng. Sau khi sanh ta ra rồi, bà đặt ta ở chỗ khô, tự bà nằm chỗ ướt, dọn bỏ những chất đại tiểu tiện dơ giấy của ta, cho ta bú mớm, nuôi dưỡng ta, chăm sóc ta. Vì lẽ ấy, ta phải báo ân, hết lòng nuôi mẹ, hầu hạ đêm ngày, tùy thuận phụng dưỡng. Những kẻ phạm 4 giới cấm nặng và 5 tội vô gián, đến lúc lâm chung, nếu họ nhớ tới kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, dù có phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay sanh lên cõi trời, cõi người, kinh điển này đều sẽ tạo nhân Bồ Đề cho họ, chỉ trừ bọn nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y và người con của ông đều hiểu biết sâu sắc, giỏi hơn các vị lương y khác, thông thạo chú thuật vô thượng trừ độc. Như có rắn độc, rồng hay bò cạp, họ liền dùng chú thuật, niệm chú vào thuốc, làm cho chúng trở nên hiền lành. Nếu dùng thuốc ấy mà bôi lên giày da, khi giày ấy chạm phải trùng độc, thì chất độc tiêu tan, duy trừ một thứ độc gọi là nọc rồng lớn. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Như có chúng sanh phạm 4 giới cấm nặng, 5 tội vô gián, kinh này có thể tiêu diệt tội báo, khiến các chúng sanh ấy trụ yên nơi Bồ Đề. Cũng như thuốc bôi ở giày da làm tiêu các thứ độc. Đối với những chúng sanh chưa phát tâm, kinh này liền khiến cho phát tâm và trụ yên nơi đạo Bồ Đề. Món thuốc oai thần kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này có thể diệt trừ các độc, khiến chúng sanh được an vui, chỉ không trừ được một thứ độc nọc rồng lớn, đó là những kẻ nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có người kia đem món thuốc độc còn mới bôi lên một cái trống lớn, rồi đánh trống ấy lên giữa đám đông người. Mọi người tuy vô tình nghe tiếng trống ấy, nhưng đều phải chết, chỉ trừ một người là không thể chết đột ngột. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Bất kỳ ở nơi đâu, giữa các chúng sanh, có ai nghe tiếng giảng kinh này, thì các tham dục, sân khỏe, ngu si, thảy đều tiêu diệt. Trong đó, tuy có người vô tình mà nghĩ tưởng đến kinh Đại Niết Bàn này, nhờ sức nhân duyên ấy vẫn có thể trừ diệt phiền não, làm cho các mối trói buộc phải tự tan biến, cho đến những kẻ phạm 4 giới cấm nặng và 5 tội vô gián, khi nghe kinh này rồi cũng tạo ra được nhân duyên Bồ Đề vô thượng, dần dần sẽ dứt hết phiền não, chỉ trừ kẻ không thể chết đột ngột là hạng nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như đêm tối tất cả mọi công việc thảy đều ngừng nghỉ, nếu công việc nào chưa xong phải chờ đến trời sáng. Người học Đại Thừa tuy tu tất cả pháp thiền định trong khế kinh, nhưng phải chờ đợi mặt trời Đại Thừa Đại Niết Bàn, nghe giáo lý sâu kín của Như Lai, rồi mới có thể tạo nghiệp Bồ Đề, trụ yên nơi chánh pháp. Ví như trời mưa thấm nhuần và làm nảy nở tất cả các hạt giống lớn lên kết thành trái ngọt, trừ dứt nạn đói,
mọi người được no đủ vui vẻ. Mưa pháp vô lượng của Tạng Như Lai sâu kín như vậy, có thể trừ được 8 thứ bệnh nhiệt. Kinh này ra đời ví như trái cây kia, có nhiều lợi ích làm cho tất cả được an lạc, khiến chúng sanh thấy được tánh Phật. Như trong hội Pháp Hoa có 8.000 thanh văn riêng được Phật thọ ký, sẽ được quả lớn. Ví như mùa thu thâu hoạch, mùa đông chứa trữ, rồi không còn công việc gì nữa cả. Những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, đối với các pháp lành họ chẳng có công việc gì để làm nữa cả. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một vị lương y nghe có con nhà kia bị loài phi nhân bắt, bèn lấy thuốc hay rồi sai bảo một người rằng: ông mau đem thuốc này cho người ấy, nếu người ấy gặp các quỷ thần dữ, nhờ sức thuốc này chúng sẽ lánh xa. Nếu ông chậm trễ, tôi sẽ tự đi, chớ nên để người ấy phải chết uổng mạng. Nếu bệnh nhân ấy được thấy sứ giả và quay đức của tôi, thì liền dứt được khổ não, vui vẻ, an ổn. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Nếu trong hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cùng các ngoại đạo, có những người đủ sức thọ trì kinh điển này, đọc tụng thông thạo, lại vì người khác phân biệt giảng rộng, như tự mình sao chép hay nhờ người khác sao chép, thì những người ấy đều tạo ra nhân duyên bồ đề. Như những kẻ phạm 4 giới cấm, 5 tội nghịch, hoặc bị tà quỷ độc ác bắt giữ, nếu nghe được kinh điển này thì tất cả những điều ác đều tiêu diệt, cũng như tà ma ác quỷ khi gặp lương y liền phải tránh xa. Nên biết rằng những người ấy thật là Đại Bồ Tát. Vì sao vậy? Nhờ được nghe kinh Đại Niết Bàn này, trong chốc lát lại sanh ra ý tưởng Như Lai là thường tồn. Được nghe kinh này, trong chốc lát còn như vậy, huống chi là sao chép, thọ trì, đọc tụng. Cho nên những người được nghe kinh này, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề, còn lại đều là Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện nam tử, ví như những kẻ điếc chẳng nghe được âm thanh, những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, dù muốn lắng nghe kinh điển vi diệu này cũng không nghe được. Vì sao vậy? Vì bị điếc vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một vị lương y thông đạt hết các phương thuốc, lại thêm biết rộng vô số chú thuật. Vị lương y ấy đến gặp vua tâu rằng: đại vương, nay ngài đang có bệnh phải chết. Vua đáp rằng: khanh chẳng thấy được những gì trong bụng trẫm, làm sao nói rằng trẫm có bệnh phải chết? Lương y đáp: như ngài không tin, vậy nên uống thuốc sổ, sau khi sổ ra rồi, tự ngài sẽ thấy biết. Vua không chịu uống thuốc sổ. Lúc ấy vị lương y dùng sức chú thuật, khiến hậu môn của vua lở lói, lại có cả trùng và máu lẫn theo ra khi vua đi tiêu. Thế vậy rồi, vua lấy làm khiếp sợ, khen ngợi vị lương y ấy rằng: giỏi thay, giỏi thay, trước khanh đã nói nhưng trẫm không tin, nay mới biết khanh làm chuyện lợi ích lớn cho thân trẫm đây vậy. Vua liền cung kính vị lương y dường như cha mẹ. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy. Đối với các chúng sanh, dù có tham dục hay không tham dục, kinh này có thể làm cho phiền não của họ đều rơi rụng. Các chúng sanh ấy cho đến trong giấc mộng được thấy kinh này, thấy đều cung kính cúng dường, cũng như vị vua kia cung kính vị lương y. Vị đại lương y ấy khi biết người bệnh nhất định phải chết thì không điều trị. Kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này cũng vậy, không trị được những kẻ nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như lương y thông thạo 8 phép dùng thuốc, ắt có thể liệu trị hết thảy các bệnh, chỉ không thể trị cho kẻ nhất định phải chết. Chư Phật và chư Bồ Tát cũng vậy, có thể cứu độ cho hết thảy những người có tội,
chỉ không cứu được những kẻ nhất định phải chết là nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị lương y thông thạo tám phép mầu nhiệm trong sách thuốc, lại còn hiểu biết rộng hơn cả tám phép ấy nữa. Trước hết, ông đem sự hiểu biết của mình mà dạy cho con, khiến con biết rõ tất cả mọi thứ cây thuốc trên cạn, dưới nước hoặc ở nơi núi rừng. Cứ như vậy, ông dần dần dạy cho con đủ tám phép trị bệnh, sau đó lại dạy đến những phương thuật khác mầu nhiệm và cao trỗi hơn hết. Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri cũng vậy. Trước hết, Ngài dạy cho con là các vị tỳ kheo về phương tiện dứt trừ tất cả phiền não, tu học quán tưởng toàn thân vốn không bền vững. Đó là ví như dưới nước, trên cạn hoặc ở nơi núi rừng. Dưới nước là ví thân chịu khổ, mong manh như bọt nước. Trên cạn là ví thân chẳng bền vững như thân cây chuối. Ở nơi núi rừng là ví như ở trong phiền não mà tu tập phép tưởng vô ngã. Vì nghĩa ấy, thân được gọi là vô ngã. Như vậy, Như Lai dần dần dạy cho các đệ tử giáo pháp chính bộ kinh, khiến cho thông thuộc rõ biết. Kế đó, Ngài mới dạy về tạng Như Lai sâu kín. Ngài thuyết cho các đệ tử nghe, Như Lai là thường tồn. Như vậy, Như Lai thuyết Đại Thừa Điển Đại Niết Bàn Kinh. Ngài tạo nhân bồ đề cho các chúng sanh đã phát tâm hoặc chưa phát tâm, chỉ trừ bọn nhất xiển đề. Thiện nam tử, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này là vô lượng vô số như vậy, không thể nghĩ bàn, chưa từng có. Nên biết rằng kinh này là vị lương y cao trỗi hơn hết, đáng tôn trọng nhất, đứng đầu trong tất cả kinh điển. Lại nữa, thiện nam tử, ví như một chiếc thuyền lớn từ bờ biển bên này lướt sang bờ biển bên kia, lại từ bờ biển bên kia trở về bờ biển bên này. Như Lai ứng cúng chánh biến tri lại cũng như vậy. Ngài nương chiếc thuyền quý Đại Thừa Đại Niết Bàn đi qua lại mà cứu độ chúng sanh. Bất kỳ ở đâu, hễ có những chúng sanh có thể cứu độ, Ngài đều khiến cho họ được thấy thân Như Lai. Vì nghĩa ấy, Như Lai được xưng là vị thuyền sư cao trỗi hơn hết. Cũng giống như khi có thuyền tất phải có thuyền sư, đã có thuyền sư tất phải có những chúng sanh vượt biển. Như Lai thường trụ hóa độ chúng sanh lại cũng như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có người ở giữa biển cả dùng thuyền buồm vượt biển, nếu được gió thuận, trong chốc lát có thể đi được vô số do tuần. Nếu không có gió, dù bao nhiêu năm cũng chẳng rời khỏi vị trí ban đầu. Đến lúc thuyền hư hoại sẽ bị chìm xuống nước mà chết. Chúng sanh cũng vậy, ở giữa biển lớn sanh tử ngu si, nương theo thuyền các hành. Nếu gặp được luồng gió Đại Bát Niết Bàn mạnh mẽ, ắt sẽ mau tới bờ đạo pháp vô thượng. Nếu không gặp gió, ắt sẽ lưu chuyển lâu dài trong vô lượng sanh tử. Rồi khi thuyền các hành tan rã, sẽ đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có những người không gặp được gió lớn, phải ở lâu giữa biển cả, bèn tự nghĩ rằng, nay chúng ta chắc phải chết tại đây. Đang khi nghĩ như vậy, thì bỗng gặp luồng gió thuận, liền theo đó mà vượt biển. Họ lại nói rằng, vui thích thay, ngọn gió này thật chưa từng có, giúp chúng ta yên ổn qua khỏi được tai nạn giữa biển cả. Chúng sanh cũng vậy, ở lâu trong biển cả sanh tử ngu si, khốn khổ cùng lụy. Trong khi chưa gặp cơn gió Đại Niết Bàn này, hẳn phải nghĩ rằng, chúng ta chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đang khi nghĩ như vậy, thì bỗng gặp luồng gió Đại Thừa Đại Niết Bàn, liền thuận theo gió mà đi. Vào được A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, mới biết là chân thật,
phát sanh ý tưởng cho là kỳ lạ, khen ngợi rằng: "Vui thích thay, chúng ta từ xưa nay chưa từng nghe thấy tạng sâu kín như thế này của Như Lai." Lúc ấy, họ liền phát sanh lòng tin trong sạch đối với kinh Đại Niết Bàn này. Lại nữa, thiện nam tử, như con rắn lột da, có chết mất chăng? Bạch Thế Tôn, không. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, Ngài dùng phương tiện thị hiện xả bỏ thân độc dữ, có thể nói rằng Như Lai là vô thường, diệt mất chăng? Bạch Thế Tôn, không thể. Trong cõi Diêm Phù Đề này, Như Lai dùng phương tiện mà xả bỏ xác thân, cũng như con rắn kia lột bỏ bộ da cũ, cho nên Như Lai gọi là thường trụ. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người thợ vàng gặp được loại vàng ròng tốt, tùy ý làm ra đủ món đồ dùng. Như Lai cũng vậy, ở trong 25 cảnh giới hiện hữu, Ngài có thể thị hiện mọi thứ xác thân. Vì muốn giáo hóa chúng sanh vượt thoát khỏi sanh tử, cho nên Như Lai gọi là thân không giới hạn. Tuy Ngài thị hiện đủ mọi thân hình, nhưng vẫn gọi là thường trụ không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cây am la và cây diêm phù, mỗi năm thay đổi 3 lần, trong khi nở hoa màu sắc sáng lên rực rỡ, lúc đâm chồi lá xanh rậm rạp, vào mùa rụng lá lại trông giống như khô chết. Thiện nam tử, ý ông thế nào? Cây ấy có thật là khô chết hay không? Bạch Thế Tôn, không phải. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy, ở trong 3 cõi, Ngài thị hiện 3 loại thân, có khi sơ sinh, có lúc trưởng thành, đến lúc lại vào Niết Bàn. Nhưng thân Như Lai thật chẳng phải là vô thường. Bồ Tát Ca Diếp khen rằng: "Lành thay, lành thay, đúng như lời Phật dạy, Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi." Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 9.